Ok, chào các bạn. Chào các bạn đến cái chương trình live stream ngày thứ hai trong trong ngày hôm nay là ngày 1 tháng 5 đúng không? Ngày quốc tế lao động. Và bây giờ mình live stream với các bạn, chia sẻ đến các bạn cái chương trình là 10 điều 10 điều mà Facebook ghét bạn làm. Trưa nay thì mình đã live stream cho các bạn, chia sẻ bạn là 10 điều Facebook thích bạn làm. Còn bây giờ là 10 điều Facebook ghét bạn làm. Và hôm nay là cái ngày lễ đúng không? Các bạn đi chơi rất là nhiều. Các bạn đi chơi rất là nhiều nơi, đi chơi rất... Tuy nhiên mình ngày lễ thì mình lại không đi chơi, mà mình ở nhà, mình viết sách, mình chia sẻ, rồi rảnh thì mình live stream. Bình thường, ngày thường thì mình rất ít khi live stream vào vào ban ngày nó như vậy. Tuy nhiên ngày rảnh nên là những ngày rảnh này thì mình lại live stream vào ban ngày. Mình chỉ ngại tối nay mình có đi công việc rồi mình về không kịp để mình live stream bạn vào buổi tối. Nên là ngay bây giờ mình live stream cho bạn 10 điều Facebook ghét bạn làm. Và các bạn nào mà chưa xem cái live stream 10 điều Facebook thích bạn làm thì chút xíu nữa sau khi xem xong cái live stream này thì các bạn như thế nào các bạn vào cái trang Facebook của mình ở phía dưới nó có đó, và các bạn xem tiếp theo. Và bây giờ thì như thế nào bây giờ các bạn hãy chia sẻ cái live stream này, hãy giới thiệu về mình. Chào bạn Phạm Thị Hà Phương. Hãy chia sẻ live stream này đến nhà các bạn, hãy tag bạn bè mình vào cùng xem cái live stream này. Và chia sẻ live stream này về nhà các bạn để các bạn lưu lại, để các bạn nhớ lại, để gì để chúng ta như thế nào để chúng ta xem, để chúng ta làm việc Facebook cho nó hiệu quả. Ngày hôm nay các bạn đã sử dụng Facebook rất là nhiều, và cũng nhờ Facebook nên các bạn mới biết được cái live stream của mình đây. Nếu không có Facebook thì các bạn cũng sẽ chúng ta cũng sẽ không tương tác được với nhau. Và chúng ta đã không sử dụng Facebook thì thôi, đã sử dụng Facebook thì chúng ta phải sử dụng cho nó hiệu quả. Đó là lý do mà cần có những cái chương trình chia sẻ nó như vậy để các bạn nắm rõ hơn. Vâng, các bạn giới thiệu các bạn đi, các bạn đang kinh doanh lĩnh vực gì, các bạn đang kinh doanh ngành nghề gì, các bạn làm cái gì và các bạn hiện tại đang ở đâu, để mình cùng biết các bạn và cũng như các bạn cùng biết về mình. Chào bạn Cherry Fan, chúc thầy một ngày nghỉ lễ thật vui vẻ. Vâng, cảm ơn bạn Cherry Fan rất là nhiều, cảm ơn tấm lòng của bạn dành cho mình. Hy vọng là sắp tới sẽ gặp bạn ở trong các lớp học để nó thú vị hơn. Vâng, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ các bạn giới thiệu về các bạn đi, mình chưa thấy các bạn giới thiệu về các bạn gì hết. Và bạn nào mà lần đầu tiên biết mình qua live stream này thì các bạn comment xuống, các bạn nói rằng là các bạn lần đầu tiên quen biết mình để mình cũng có dịp để mình tương tác với các bạn. Và mình cũng có hai cái quyển sách. Và bạn nào mà sở hữu hai cái quyển sách của mình rồi thì mà khắp trên khắp mọi miền đất nước luôn. Bạn nào mà có hai quyển sách của mình rồi thì báo cho mình biết để mình add các bạn vào trong một cái group. Group của những người đã sở hữu hai cái quyển sách. Và vào trong đó mình sẽ chia sẻ bạn sâu hơn về kinh doanh. Sâu hơn về kinh doanh. Ở ngoài này thì mình chia sẻ cái việc phát triển bản thân là nhiều. Và cái group bí mật đó thì chỉ nói về kinh doanh. Các bạn thắc mắc mình những cái câu hỏi gì liên quan tới kinh doanh, liên quan tới làm chủ doanh nghiệp thì mình sẽ chia sẻ bạn ở ngay ở trong đó. Vâng, bạn Nguyễn Tri, cảm ơn bạn rất là nhiều, bạn có lời chúc rất là ý nghĩa. Cảm ơn bạn Bò Cạp Tím, em bán sản phẩm của Trần Mao, ok, rất là tuyệt vời. Cảm ơn bạn Thanh Hương, cảm ơn lời chúc của em rất là tuyệt vời nhân ngày lễ này. Vâng, và các bạn chia sẻ cái live stream này về nhà bạn đi, mời bạn bè vào để chúng ta cùng nhau cùng nhau chia sẻ giá trị, cùng nhau cùng nhau để giúp cho mọi người mỗi ngày phát triển hơn, cùng nhau giúp cho mọi người biết kinh doanh hơn, để thế giới của chúng ta nó được tốt hơn. Và chúng ta đang góp phần làm những việc ý nghĩa thôi. Chúng ta hãy biết cho đi nhiều hơn để chúng ta nhận được nhiều hơn. Cái đó là cái triết lý. Em mới đọc có một cuốn, thấy tuyệt vời quá thầy ơi. Ok, cảm ơn bạn Hai Anh rất là nhiều. Kỳ này quyết tâm là đi Singapore nha bạn Hải Anh ơi. Quyết tâm là đi Singapore nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vâng, và hãy chia sẻ livestream này đi, liên tục đi. Và chỉ còn ít phút nữa thôi, cái lượng người xem lên đông thì mình sẽ
mình sẽ chia sẻ bạn những cái điều đặc biệt về Facebook bao nhiêu tiền một cuốn hả thầy? Vâng. Ủa sao mà bạn Phong Trần giờ này bạn còn hỏi cái này nhỉ? Bạn xem rồi mà bạn còn hỏi ha. À, hai quyển và một quyển Vượt Biển Lớn và một quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi, cả hai quyển luôn là 210.000, đó là giá bìa, giao đến nhà bạn luôn trên khắp mọi miền đất nước này, và free ship, không có lấy tiền ship. Tuy nhiên sắp tới là sẽ lấy tiền ship, trong giai đoạn này thì không lấy tiền ship. À, tiền ship tới nhà bạn thì tùy nơi thôi, nó không vài chục ngàn, nhưng mà sắp tới nữa, tại cái lượng người càng lúc càng đông rồi, sắp tới mình sẽ không free ship nữa, mình lấy luôn cả tiền ship luôn. À, còn hiện tại thì đang free ship, bạn nào mua sách rồi thì bảo, có sách rồi thì bảo sẽ ép vào cái lớp đó, rồi mình sẽ chia sẻ bạn sâu hơn về kinh doanh. Bạn Phong Trần nhé. Ok chưa? Và bạn nào đang xem livestream này thì các bạn giới thiệu về các bạn, mình không thấy các bạn giới thiệu về các bạn gì hết. Để mình gì à, mình thấy các bạn xem thì mình vui hơn, mình lửa hơn và mình tham gia sẽ sâu hơn. Rất là tuyệt vời. Vậy thì bây giờ mình đi vào cái chủ đề. Bây giờ mình đi vào cái chủ đề liền. Vậy thì 10 điều Facebook ghét chúng ta. Vậy Facebook ghét cái gì? Các bạn ghi nè. Ghét cái thứ nhất nè. Facebook ghét cái thứ nhất nè. Và các bạn, Facebook ghét đó nha. Cái ông Facebook ổng ghét mình đó nha. Mà nói á, cái ông Facebook ổng ghét mình á, chứ không phải là khách hàng ổng ghét đâu. Facebook ghét mình á. Mà ổng ghét thì ổng như thế nào à? Ổng không có cho cái trang của bạn tương tác nhiều. Ổng giảm đi cái sự tương tác của bạn. Chào bạn Italia Huỳnh, rất vui làm quen với bạn. Chào bạn Phương, em có hai quyển sách lâu rồi thầy ạ. Ok, thì bạn comment xuống, nhân viên sẽ thấy thì sẽ add em vào. Ok chưa? Vậy thì 10 điều Facebook ghét cái ông Facebook á, cái ông chủ Facebook, ông ghét các bạn. Và ông ghét các bạn thì ông không cho cái trang của bạn như thế nào tương tác nhiều. Em là Trí, em đang kinh doanh dụng cụ thể dục thể thao. Ok, chào bạn Trí Nguyễn. Cảm ơn thông qua cái này đã làm quen với bạn. Hy vọng là sau này sẽ tương tác với bạn nhiều. Và cái thứ nhất là đăng hình. Khi mà bạn đăng hình mà bạn có quá nhiều chữ. Ok, chào bạn Trần Phong, chào bạn Phong Phạm. Bạn Trần Phong lễ có đi chơi đâu không? Chào bạn Phong Phạm lễ bạn có đi chơi đâu à? Thứ nhất, Facebook ghét thứ nhất là bạn đăng lên hình mà trong cái hình của bạn nó có nhiều chữ quá. Bạn ghi quá nhiều chữ Facebook ghét lắm. Chúng ta cần phải có những cái tấm hình đẹp, chữ ít thôi, vài chữ thôi. Những tấm hình nó làm cho cái Facebook nó đẹp ra. Bạn nào có kỹ năng chụp hình thì các bạn ráng cố gắng chụp hình đẹp. Các bạn đưa tấm hình rồi bạn đưa chữ trong đó nhiều, Facebook ghét lắm. Nó làm mất đi cái vẻ đẹp của cái tấm hình đó đi. Chào bạn Nguyễn Thị Sang. Ok, bạn kêu bạn ở nhà bạn xem mình, bạn Phong bạn nói bạn ở nhà bạn xem mình livestream, bạn rất là tuyệt vời. Bạn rất là thú vị, bạn rất là tuyệt vời. Ok, bạn Phong Trần ok chưa? Bạn mua sách đi à, em đi chơi nhiều quá nên lỡ ở nhà. Ok. Rất là tuyệt vời. Vậy thì khi mà bạn đăng hình lên Facebook á, là bạn phải lựa những cái tấm hình nó đẹp. Bạn phải lựa những cái tấm hình đẹp, những tấm hình nó có giá trị, bạn đưa lên. Và hạn chế nốt cái chữ. Nhiều bạn mà các bạn quảng cáo đó, chủ yếu là các bạn đăng hình để các bạn quảng cáo, các bạn chạy cái dòng chữ nhiều quá Facebook ghét lắm. Và họ ghét là họ giảm cái độ tương tác xuống liền. Họ không có cho các bạn xem nhiều, không cho nhiều người thấy. Nên cái ghét thứ nhất mà các bạn cần phải tránh đó là hình không được quá nhiều chữ. Chữ nó nằm lên trên hình á, người ta không có thích. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào bạn Cẩm Nguyễn. Chào bạn Nghiệp. Ok chưa? Bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn comment xuống, các bạn nói rằng là lần đầu tiên các bạn biết mình. Bạn nào học hồi nãy giờ cái bài chia sẻ gì hay thì các bạn cũng comment xuống, các bạn ghi xuống để các bạn nhớ. Để em tìm sách mua thầy. Bạn chỉ cần inbox cái số điện thoại, sách giao về tới nhà bạn, tìm cho nó mệt. Cái thứ hai là bạn chia sẻ cái nội dung lang bang, nó chả có cái giá trị gì hết. Người đọc họ không có tập trung vào, họ đọc gì hết. Chào bạn Lê Ngọc Bảo, rất là tuyệt vời bạn Lê Ngọc Bảo ơi. Tức là cái nội dung chia sẻ bạn nó chẳng tập trung cho ai hết, nó chẳng có cái giá trị hết, nội dung lang bang lung tung,
không mướn về cái gì hết. Hoặc là nhiều người hay lên Facebook chửi đổng á, những cái nội dung đó nó không có mang giá trị cho người dùng. Chào bạn Thanh Nguyễn, em được giao lưu và khoảng kinh nghiệm từ thầy. Ok, rất cảm ơn bạn Linh Nguyễn rất là nhiều. Bạn Huỳnh Trinh, lần đầu tiên bạn xem livestream của mình, tuyệt vời. Bạn nào lần đầu tiên mà xem livestream của mình thì rất là vui được làm quen với các bạn. Vâng. Và các bạn nào mà chia sẻ cái nội dung mà nó không hướng đến cái đối tượng khách hàng mục tiêu ở trên Facebook của chúng ta, nó không hướng đến bạn bè của chúng ta, nó không hướng đến một cái giá trị gì hữu ích. Cái giá trị hữu ích là cái giá trị nó liên quan tới tình thương, đến giúp đỡ, đến chia sẻ, đến cái sự cảm ơn, đến một cái điều gì đó tốt đẹp, thì Facebook sẽ ưu tiên cho những cái việc này. Facebook đánh giá bài viết có giá trị bằng cách nào thầy? Ok chưa? Facebook không có nói. Facebook dĩ nhiên không có nói, nhưng mà ổng rất là thông minh. Các bạn không có qua mặt được ổng đâu. Các bạn thấy các bạn chia sẻ là bài nào mà không có giá trị là các bạn bị giảm tương tác ngay liền, giảm xuống rất là thấp. Nó là ổng đâu có nói. Ổng nói thì các bạn dễ rồi. Và nếu mà ổng nói thì mình đâu có livestream mình chia sẻ cho bạn làm chi nữa. Có điều là ổng không có nói. Giờ này thì thầy cũng livestream, em ngưỡng mộ thầy quá. Ok, chào bạn Vũ Sang. Cũng tùy chứ ông Duy, nhiều khi muốn trích dẫn sách của ông không lẽ đăng cái hình. Ok, thì dĩ nhiên rồi, nhưng mà những cái hình nó như vậy, hình nhiều chữ quá thì nó sẽ giảm, bạn hình dung chưa, nó sẽ giảm cái lượt tương tác. Cái chuyện đó thì không nói rồi. Nhưng mà đối với ông Facebook, ổng không có phân biệt hình của ông Duy hay hình của ông nào đó bạn Minh Anh ơi. Mà cái hình không đẹp mà có quá nhiều chữ thì ổng giảm cái sự tương tác thôi. Và bạn Minh Anh đã mua hai cái quyển sách của mình chưa? Chào bạn Minh Vương. Bạn comment cái từ điên. Ok, mình rất thích cái từ comment của bạn. Bạn rất là vui. Bạn không biết là bạn nói điên cái gì mình không hiểu, nhưng mà nói chung đọc cái comment của bạn vui ghê luôn á. Mình không vui, mình đọc comment của bạn xong mình cũng vui luôn. Ok. Tiếp tục các bạn ơi. Nghĩa là chúng ta phải tạo ra nội dung hướng tới người dùng. Tôi mua rồi mà chưa có chữ ký của ông. Ok, bạn mua là tốt rồi, bạn Minh Anh ơi. Còn chữ ký là việc mà đơn giản mà. Hồi nào đi uống cà phê ký thôi, không có vấn đề gì. Nhưng mà bạn mua là tốt rồi, cái điều này nó rất là tuyệt vời. Sắp tới mình thêm một cuốn nữa, khoảng 1 đến 2 tháng thêm một cuốn nữa. Và bạn mua tiếp ha. Bạn Phát ơi, cảm ơn em, hôm nay em không đi chơi đâu. Vâng. Và cái thầy, em muốn mua hai quyển sách của thầy đó, có free ship không? Free ship em. Hiện tại, trong thời gian hiện tại là free ship em hình trên ơi. Nên em cứ đăng số vô và sách sẽ gửi về nhà em. Ok chưa? Và em sẽ được add vào cái group. Cái group đó là cái group bí mật chỉ dành cho những người làm kinh doanh thôi. Và những người đã sở hữu hai cái quyển sách của mình thôi. Ok chưa? Vâng. Tiếp theo nữa là hình ảnh này, video hình ảnh đó, đặc biệt là hình ảnh. Có nhiều bạn cứ gì cứ up hình ảnh lên và up cả đống lên á, mà nó không có tiêu đề, không có nội dung, mà up cả cục vậy đó. Thì trường hợp nào các bạn up cả cục vậy thì bạn phải tạo ra cái album. Các bạn tạo cái album thì nó mới ok. Còn nếu mà bạn cứ up cái cục cả lên trên Facebook vậy mà không có nói nội dung gì hết, không viết bài hết, thì Facebook họ giảm đó, giảm cái lượng tương tác kinh lắm. Ở đây mình đang nói cái Facebook cá nhân của bạn đó, làm sao cho nó hiệu quả đó. Bạn Huỳnh Trinh đang ở Phú Nhuận rất là tuyệt vời, đang ở rất là gần đây mà là các em sẽ liên hệ với bạn Huỳnh Trinh ngày mai thôi, ngày mai các em nó giao thôi, sách sẽ đến nhà em nhanh thôi. Tại đang ở Sài Gòn thì dễ quá, Sài Gòn thì rất là đơn giản rồi bạn Trinh ơi. Các bạn mà có hình á, bình thường các bạn có hình các bạn đem up lên một cục vậy đó, thì gần như là cái lượng tương tác nó rất là giảm. Cái lượng tương tác nó giảm kinh khủng lắm. Nó là các bạn cần gì sách và đường đi của thầy giao quá tuyệt vời. Ok, chào bạn Nguyễn Xuân Khâm. Cảm ơn bạn Nguyễn Xuân Khâm đã có lời chia sẻ, lời cảm ơn rất là nhiều. Bạn nào đã đọc sách của mình rồi thì các bạn cảm nhận sách của mình xuống phía dưới các bạn. Các bạn hãy ghi cái bài học gì á, chứ các bạn đừng cứ cảm nhận là quyển sách rất là tuyệt vời thì nó quá chung chung đi. Các bạn cảm nhận bạn học được cái bài học gì trong cái quyển sách của mình.
thì như vậy thì nó tuyệt vời hơn. Chứ các bạn nói là sách quá tuyệt vời thì nó quá chung chung. Ship tôi 6 quyển không hai loại tôi tặng. Ok, cảm ơn bạn Minh Anh rất là nhiều. Bạn Minh Anh comment cái số điện thoại cho mình luôn hoặc là inbox cho mình luôn nha Minh Anh nhé. Thì ngày mai các em nó sẽ giao cho Minh Anh. Vậy thì khi mà các bạn up hình á, mà các bạn up một cục vậy á thì Facebook ghét lắm. Mà các bạn nên tạo cái album và các bạn biết viết cái ý nghĩa của album đó và các bạn ép vào cái album đó thì như vậy á thì người ta ok hơn. Hoặc là cái thứ tư các bạn up video, các bạn up video mà các bạn up một cái video nó rất là dài mà các bạn cũng không có ghi cái nội dung đồ gì hết, cứ up đại lên vậy á. Nội cái video nó chung chung, thích cái gì cũng up là vậy thì Facebook cũng rất là ghét. Bởi vì nó không nội dung gì hết, nó không có hướng tới một cái yếu tố gì là chung chung hết. Nó là cái những cái dạng như vậy nó giảm tương tác kín lắm. Và Facebook không có thích nó như vậy. Cái thứ năm, các bạn ghi vào. Hồi nãy giờ mình không thấy các bạn nào ghi vào tổng kết hết nha. Không thấy các bạn nào ghi vào nha. Hồi nãy giờ mình chia sẻ tới cái thứ mấy rồi mà không thấy các bạn ghi vào. Không có các bạn nào ngồi tổng kết, các bạn comment, các bạn ghi vào. Và các bạn cũng nên chia sẻ về trang nhà các bạn để các bạn như thế nào, các bạn biết để các bạn sử dụng hiệu quả. Ngày hôm nay chúng ta có Facebook mà chúng ta không sử dụng Facebook hiệu quả thì nó lỗi của các bạn thôi. Nên là các bạn cứ ngồi đổ thừa rồi tại sao Facebook không hiệu quả, tại sao em bán hàng không được. Bởi vì các bạn không chịu gì không có chịu học hỏi để phát triển, không có chịu biết đi, cứ ngồi đổ thừa không à. Chia sẻ phải có giá trị, ok. Em mới vào thầy ơi, ok, không sao, em mới vào thì em cứ xem tiếp theo. Rồi sau đó như thế nào sau đó em lại xem tiếp nữa. Hình ảnh quá nhiều chữ, không phải. Một là hình ảnh có nhiều chữ, hai là cái gì, ba là cái gì, bốn là cái gì, ghi rõ ràng. Lên bạn Kim Sang ơi, ghi như vậy là không rõ rồi. Ok, giờ các bạn sẵn sàng để mình chia sẻ cho bạn Nguyễn Vũ Lộng, nhờ thầy mà em nghĩ làm được ạ. Cảm ơn thầy, ok. Bạn Lộng nghĩ làm rồi rất là tuyệt vời. Và bạn hiện tại bạn đang làm cái gì, bạn cho mình biết đi. Và bạn ra làm kinh doanh thì bạn có phát triển thêm cái tư duy kinh doanh chưa, khoảng bao nhiêu phút cho video thầy ơi. Video mà có chất lượng thì dài cũng không có sao, mà video mà không có nội dung hoặc là bạn up những video gọi là dạng video nhá hàng có vài giây mà nó không có nội dung gì đó thì Facebook ghét mấy cái dạng đó kinh lắm. Video phải có nội dung, phải có chất lượng, người ta xem, người ta hiểu, người ta cảm nhận và người ta comment. Dài cũng được nhưng mà nó phải có chất lượng. Bạn Phùng Huy Hòa nhung không ạ? Tiếp theo nữa là Facebook rất ghét đưa link YouTube lên. Thật sự là YouTube và các ông Facebook, hai ông này giống như hai ông cạnh tranh với nhau vậy. Nó là sao bạn nào các bạn thấy các bạn mà đưa lên Facebook mà các bạn đưa cái lên YouTube lên một cái là lập tức gì cái sự tương tác nó giảm kinh lắm, ít lắm, nó không còn cái sự tương tác nhiều nữa. Nên là Facebook rất ghét bạn đưa lên YouTube lên. Nên là các bạn cần cái gì muốn sự tương tác cao thì các bạn như thế nào các bạn hãy chia sẻ cái link YouTube, đưa bài qua YouTube riêng và để bên YouTube, để khách từ bên YouTube biết. Hoặc là các bạn up thẳng lên trực tiếp trên Facebook luôn. Chứ các bạn up lên YouTube rồi các bạn đưa link qua trên Facebook của cái YouTube đó, Facebook ghét lắm, Facebook không có thích. Nên là cái độ tương tác nó giảm lắm. Chào bạn Huy Trần, chắc có lẽ là lần đầu tiên biết đến bạn. Chào bạn Trần Quốc Đạt, bạn nào lần đầu tiên mà biết mình á, lần đầu tiên xem livestream với mình thì các bạn comment xuống để chúng ta làm quen với nhau. Và thông qua Facebook chúng ta biết nhau thì lần khác chúng ta lại tương tác với nhau tiếp. Mình đang chia sẻ nội dung nữa chừng mình chia sẻ nãy giờ rồi. Nên là Facebook rất là ghét khi mà bạn đưa cái gì đưa cái link YouTube lên. Nó là giảm rất là đáng kể. Cái tiếp theo nữa là Facebook cũng rất là ghét bạn đưa link Google lên. Chào bạn Trang Nhung Trần. Ok, chắc là lần đầu tiên biết bạn ha. Bạn comment chúng ta làm quen nhau.
Facebook cô cũng rất là ghét bạn đưa cái link Google lên, bạn viết bài lên trên web rồi bạn đưa link lên, Facebook ghét lắm. Vậy thì một trong đó có những cái cách mà chúng ta lách luật đi là bằng cách là chúng ta chia sẻ bài viết nó hay gì, chia sẻ video hay, rồi có gì á các bạn đưa link ở dưới cái comment á, các bạn đưa link bài viết ở dưới cái comment á, hoặc là các bạn đưa link YouTube ở dưới cái comment á, thì như vậy thì được hơn, thì cái lượng tương tác của bạn nó sẽ lên tốt hơn. Chứ còn mà bạn đưa trực tiếp kia thì Facebook ghét lắm. Ok, vậy thì hồi nãy giờ mình chia sẻ tới cái thứ năm rồi đúng không ạ? Cái thứ năm rồi, và mình thấy không có các bạn nào nốt lại hết, các bạn nốt rồi tổng kết lại để những bạn vào sau các bạn biết. Và mình thấy các bạn cũng chưa gì ạ, chưa chia sẻ cái livestream mình, các bạn chia sẻ livestream mình mà đi về nhà các bạn đi, để gì ạ? Để một hồi nào đó các bạn xem, một ngày nào đó các bạn kinh doanh trên Facebook thì các bạn xem lại để các bạn nhớ. Và bạn bè bạn ai đó họ kinh doanh lên Facebook thì họ xem, các bạn bấm vào cái nút chia sẻ, các bạn chia sẻ với nhà các bạn để cho nhiều người cũng biết. Và hồi nãy giờ mình nói liên tục mà mình cũng quên giới thiệu về mình, bởi vì có một số bạn mới vào sau, các bạn chưa biết mình. Mình tên là Nguyễn Thái Duy và hiện tại mình 42 tuổi, mình ở tại Sài Gòn quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Mình là người gốc Khánh Hòa, mình đến từ Cam Ranh, Khánh Hòa, và mình vào Sài Gòn cũng được 20 mấy năm rồi. Mình vào Sài Gòn được 20 mấy năm rồi. Và mình vào Sài Gòn do cuộc sống hồi kia rất là khổ cực mà. Mình vào đây mình tự bươn chải, mình tự sống rất là nhiều, và thế là mình chọn cái con đường làm kinh doanh. Và cho tới bây giờ thì mình cũng được 20 mấy năm kinh nghiệm trên con đường làm kinh doanh rồi, từ lúc vào Sài Gòn chúng ta bươn chải này. Và như thế nào ạ? Và cho tới nay thì cái công việc chính của mình thì mình làm một vài việc. Tuy nhiên cái việc chính của mình mà các bạn hay thấy nhất và mình hay xuất hiện ở đây, mình hay giới thiệu chính các bạn nhất, đó là mình có cái trung tâm đào tạo B-Training. B-Training, mình cho các bạn thấy cái chữ B-Training ha. Cái chữ B-Training, B-Training. Vườn ươm doanh nhân, cái trung tâm này mình thành lập năm 2009. Và cho tới nay thì chuyên đào tạo để giúp cho các bạn ra kinh doanh và làm khởi nghiệp thôi. Mình thì nói cà lâm, nếu mà các bạn nghe mình nói mình cà lâm thì các bạn cũng thông cảm cho mình. Mình cà lâm từ nhỏ và hiện tại mình cũng có sở hữu những cái quyển sách sau đây. Cái quyển thứ nhất là quyển Beyond the Way, cái này bán ở nước ngoài, bán trên Amazon. Cái quyển tiếp theo là cái quyển Vượt Biển Lớn, cái cách khởi nghiệp từ năm xu, cái cách đi của mình. Và cái quyển thứ ba là cái quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Và riêng ở Việt Nam, bạn nào mà sở hữu hai cái quyển tiếng Việt này, các bạn muốn mua hai cái quyển tiếng Việt này, cái quyển mình viết về kinh doanh thôi, viết về cái cách giúp cho bạn ra làm chủ kinh doanh thôi, thì các bạn liên hệ với mình, các bạn inbox cho mình, sách sẽ được giao đến tận nhà các bạn. Và sau đó các bạn sẽ được add vào một cái group. Các bạn sẽ được add vào một cái group chuyên về kinh doanh. Và trong cái group này là gọi là group bí mật, chỉ những bạn sở hữu sách thì các bạn mới được vào cái group đó thôi. Và ở trong đó mình sẽ chia sẻ cho bạn, hướng dẫn cho các bạn, tại vì có những bạn khắp mọi miền đất nước, các bạn không có cơ hội để các bạn về Sài Gòn B-Training để các bạn học tập được. Nên đó là lý do mà các bạn sở hữu quyển sách, khi các bạn đọc sách rồi, các bạn hiểu rồi, hiểu cái con đường kinh doanh rồi, các bạn quyết định chọn con đường kinh doanh cho mình mà các bạn không biết bắt đầu từ đâu, thì khi mà các bạn có sách rồi thì mình ép các bạn vào group đó. Và trong cái group đó mình chia sẻ sâu hơn về kinh doanh, giúp các bạn giải đáp những thắc mắc về kinh doanh. Và đó là một cái điều rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta đi vào cái chương trình chính. Vậy thì hồi nãy mình, cái chủ đề hôm nay là chúng ta chia sẻ là 10 điều mà Facebook ghét bạn làm. Vào lúc trưa nay mình có chia sẻ cái livestream là 10 điều mà Facebook thích bạn làm. Và bạn nào chưa xem cái livestream trưa nay thì các bạn chút xíu nữa các bạn vào trang Facebook của mình, các bạn đi xuống dưới thì các bạn thấy nó vẫn còn y trên cái Facebook đó. Và các bạn như thế nào các bạn xem, bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn comment xuống, các bạn kết bạn dưới mình thì chúng ta cùng nhau biết. Và nhớ chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn nhé. Vậy thì 10 điều Facebook ghét bạn. Và mình đã chia sẻ đến điều thứ tư rồi đúng không? Điều thứ năm là Facebook rất ghét bạn tát nhiều người. Có người thì gọi là tăng, có người gọi là tát á.
À, Facebook rất ghét. À, bạn tát chừng vài người bạn thôi mà có trong cái hình liên quan thì Facebook tự mời luôn. Khi mà bạn đăng lên, bạn bè bạn lên thì Facebook họ tự mời luôn. À, họ tự mời bạn tát luôn. Tuy nhiên bạn tát quá nhiều, bạn tát hơn 10 người. À, đặc biệt là những người không có liên quan gì thì lập tức cái bài viết của bạn bị giảm liền. Bị giảm rất là nặng. Bị giảm tương tác nặng lắm. Facebook rất ghét cái việc đó. Bạn tát rất là nhiều người giống như spam á mà. Đặc biệt là hơn 10 người là Facebook ghét vô cùng. À, Facebook ghét vô cùng. Nó là khi viết bài mà có bạn bè, hình ảnh bạn bè mình thì Facebook tự giới thiệu luôn. Facebook hỏi luôn. À, có phải là bạn muốn tát người này không? Có phải bạn muốn tát người kia không? Ok, cái đó thì hợp lệ. Còn mà bạn cố ép người A, người B, người C vô mà hơn 10 người tát một cái là nói với các bạn á, cái lượng đó họ hay là gọi là tát đại trà á, là các bạn đang làm phiền rất là nhiều người. Và thế là Facebook rất là chú ý tới cái trang Facebook của bạn. Đặc biệt là bạn thường hay tát nó như vậy nữa thì xui với các bạn luôn. Bạn đăng một cái tin gì lên á, chả ai xem, chả ai thấy đó. Ít người thấy lắm. Bởi cái điều này Facebook rất là ghét. À, các bạn nào hồi nãy xem giờ thì các bạn comment lên. Sao mình không thấy các bạn comment gì hết nhỉ nhỉ? Và cũng không thấy các bạn chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn nhỉ? Ok chưa? Hãy chia sẻ livestream này, hãy comment lên. Thì các bạn thấy điều này tự nhiên bạn thuộc luôn, tự nhiên bạn nhớ luôn. Bạn không cần phải xem đi xem lại thì bạn nhớ luôn. Ok chưa? À, vậy thì các bạn phải lưu ý cái điều này. Viết bài đừng có tát nhiều người quá. Mình viết bài mình cũng không có tát, ít khi mình tát lắm. Mình hiếm khi mình tát lắm. Lâu lâu Facebook giới thiệu ai là mình mới tát thôi. Hoặc là ở dưới comment á, mình thấy mình cần quan tâm ai thì ở dưới comment mình mới tát thôi. Tát đúng tên cái người đó thôi. À, còn thường thường mà đăng bài tát á là mình không có tát. Thường thường là Facebook họ giới thiệu mà họ thậm chí họ giới thiệu mà mình còn gỡ ra kìa. À, còn có nhiều bạn spam quá, các bạn tát dữ quá Facebook ghét lắm. À, tiếp tục. À, Facebook rất ghét những người đã chơi Facebook rồi mà lâu lâu mới on face một lần. À, Facebook ghét những người đó lắm. Bởi vì các bạn như thế nào à? Cái ông chủ Facebook đó, ông Mark Zuckerberg đó, ông ghét lắm. Lâu lâu bạn mới on face một lần. À, rồi như thế nào à? On face thì ngồi lướt xem à, không bao giờ like, không bao giờ comment. Tóm lại là bạn không có tương tác. À, Facebook ghét lắm. Ghét những người mà nào mà vài ngày mới on face một lần, comment ai, không bao giờ tan ai, không bao giờ tát ai. À, không bao giờ tương tác ai. Facebook ghét lắm. À, chơi cái kiểu mập mờ. Facebook ghét quá trời luôn. À, nó là khi các bạn đã không dùng Facebook thì thôi. Dùng Facebook thì các bạn ít gì một ngày, hai ngày gì đó các bạn phải on Facebook. Rồi các bạn lướt Facebook xem thì các bạn cũng phải gì à, like, comment, hoặc là share, hoặc là chia sẻ. Chơi Facebook kiểu gì mà không bao giờ online, mà lâu lâu online á thì ở cái dạng gì à? À, cái dạng núp bóng. À, cái dạng núp bóng, không comment, không share, không tương tác. Ý như là bạn là một cái bóng vô hình ở trong đó. Nên là người ta cũng không có thích. À, không có thích bạn cái kiểu đó. À, nên là Facebook rất ghét cái kiểu đó. À, ok chưa? Vậy thì các bạn comment suốt, các bạn thấy rằng là Facebook ghét ai ít tương tác, share, comment. Ok, các bạn comment xuống. Hồi nãy giờ mình không thấy các bạn comment, các bạn không ghi xuống nha. Các bạn ghi xuống đi để mình thấy, mình thấy các bạn thì mình cảm giác mình vui hơn. À, à, thứ bảy nè là Facebook ghét, rất là ghét những cái người mà chia sẻ lên rồi, bạn chia sẻ cái hình bạn lên, bạn đăng lên mà người ta comment mà bạn như thế nào à, bạn không chịu comment, bạn không trả lời lại, bạn không tương tác gì lại hết á. À, các bạn vào trang Facebook của nhiều người mà các bạn thấy là người ta comment bạn rất là nhiều nhưng mà bạn không thèm trả lời, bạn không có gì hết á. Facebook ghét những cái người đó lắm. À, bởi vì sao? Cái sự giao tiếp trong xã hội mà, ví dụ một người hỏi bạn, một người nói chuyện với bạn mà bạn không thèm trả lời, bạn ghét không? Ghét kinh khủng. Thì cái Facebook là nó là cái một cái mạng xã hội mà. À, bạn đã chia sẻ lên rồi,
người ta tương tác với bạn rồi thì bạn phải gì? Bạn cũng phải tương tác lại chứ, bạn cũng phải trả lời lại chứ, bạn cũng phải comment lại chứ, bạn phải nói chuyện lại chứ, bạn phải tương tác chứ. Người ta comment bạn, bạn cũng không. Người ta tả tim bạn, bạn cũng ngó, bạn không có tương tác, bạn gì đó, Facebook ghét lắm. Tại vì sao? Bạn không có sự giao tiếp. Y như trong cuộc sống đời thường á, bạn nói cái gì mà thằng kia nó cũng im, nó không nói gì hết, nó nhìn nó cười, nhìn rất là bực mình, đúng không ạ? Thì Facebook họ cũng ghét lắm. Facebook họ thông minh hơn chúng ta tưởng nhiều nha. À, họ sử dụng cái công nghệ AI á, là trí nhân tạo, họ biết hết đó các bạn à. À, ok. Ok, chào bạn Nguyễn Hát. À, nên là Facebook họ rất là ghét đi đó. Hồi nãy giờ à, bạn tới gì, bạn Trần Khang Lâm, bạn nói là thằng khùng. Vui. Đọc cái comment của bạn vui ghê luôn bạn, bạn Lâm ơi. Ok chưa? Thật sự là khi mà bạn comment người khác như vậy thì mình rất là thú vị bạn. À, mình rất là vui bạn. Ok, bạn Thuận Phong, chào bạn Thuận Phong. À, lỡ bạn có đi chơi đâu mà. Nó là về góc độ Facebook á, à, là Facebook á, là gọi là mạng xã hội, là mạng xã hội là cần phải có sự tương tác với nhau. À, nếu mạng xã hội mà thiếu cái sự tương tác á thì là nó không còn ý nghĩa nữa. Nên các bạn cần phải tương tác như mình. Ví dụ như là bạn Trần Lâm Khang á, bạn chỉ cần tương tác với mình, bạn comment mình là thằng khùng thì cái điều đó rất là tuyệt vời. Nghĩa là Facebook thấy rằng cái file bạn đã tương tác với Facebook của mình và mình đã tương tác với Facebook của bạn. À, nó là điều đó nó rất là ý nghĩa. Chào bạn Miên Thân, ok chưa? À, bạn ở Bắc Giang, à, cảm ơn các bạn rất là nhiều. À, vâng. À, các bạn tương tác với mình nó như vậy á. Bạn nào mà xem cái livestream của mình mà các bạn không tương tác với mình, các bạn ngồi xem á thì Facebook cũng ghét lắm. Mình bảo cho các bạn biết Facebook rất là ghét. Bởi vì sao ạ? Bởi vì bạn không có tương tác, bạn thụ động lắm. À, nó là những cái gì bạn lên bạn chia sẻ lại thì bạn cũng như thế nào à, bạn cũng không có được nhiều người xem, bởi vì Facebook đánh giá bạn là người rất là thụ động. À, nó đơn giản nó như vậy á. Ok, bạn do sếp Ngô, ok, bạn nói bạn lớp rất là tuyệt vời. À, cảm ơn bạn do sếp Ngô rất là nhiều. À, và tiếp theo nữa là Facebook ghét cái gì nữa à? À, Facebook ghét bạn bài viết mà bạn hay chỉnh sửa tới chỉnh sửa lui. À, trong một giờ đầu bạn đăng lên là bạn không có được chỉnh sửa. À, bạn chỉnh sửa lại lỗi chính tả, bạn chỉnh sửa ABC này là Facebook rất là ghét. À, nó là khi mà bạn post lên thì bạn giữ luôn. À, còn không thì bạn xóa đi, bạn post lại, bạn chỉnh sửa xong bạn post lại ngay từ đầu. Thực sự là cái lỗi này bản thân mình cũng hay bị. Mình viết một cái bài dài rồi xong cái mình post lên, cái mình ngồi mình đọc lại, cái mình thấy lỗi chính tả là tại cái lúc viết mình viết theo dòng cảm xúc mà. À, và khi mình đăng lên rồi thì mình mới ngồi mình xem lại thì mình lấy lỗi chính tả, và khi mình thấy lỗi chính tả thì mình vô mình như thế nào ạ? À? À, mình mới chỉnh sửa lại. Và trong vòng một tiếng đồng hồ mà mình cứ chỉnh sửa lại chỉnh sửa tới chỉnh sửa lui là ông Facebook ông cũng ghét mình lắm, ông rất là ghét mình. À, nên là à, như thế nào ạ? À? Bạn Toàn Tâm Lê, hello anh, ok. À, cảm ơn bạn Toàn Tâm Lê nhiều. À, ok, chào bạn Mỹ Ngọc. Ngày hôm nay mình livestream hai lần rồi bạn Mỹ Ngọc ơi, bởi vì ngày hôm nay rảnh, ở nhà không có đi chơi đâu hết, nên là livestream à, để chia sẻ cho các bạn thôi. À, nên là cũng không phải sớm gì hết. Ờ, rảnh thì livestream thôi, còn mấy ngày thường kia thì bận, cả ngày bận á, rồi đứng lớp nữa, rồi buổi tối mới rảnh. Nó là nó như thế nào ạ? À? Nó là buổi tối mới livestream được. Bạn Thơ Nguyễn Văn rất tâm lý, ok tuyệt vời. À, thực sự là chào bạn Napoleon Dương Nguyễn, ok. Thực sự là cái Facebook á, nó sử dụng trí thông minh nhân tạo mà nó rất là hay á các bạn ạ. À. À, nó là Facebook rất là ghét những ai mà trong một tiếng đồng hồ đầu mà đúng là thứ gì hay chỉnh sửa lại, nên Facebook rất là ghét. Ok chưa? Rồi, Facebook ghét cái gì nữa? Cái số 9 là Facebook ghét cay ghét đắng những ông mà copy bài của người khác à, mà không để nguồn. Facebook nó có chức năng chia sẻ. Facebook nó có chức năng chia sẻ. Và bạn cần gì thì bạn bấm vào cái nút chia sẻ để bạn chia sẻ về trang nhà của các bạn. À,
Facebook rất là ghét ai đó mà copy y chang bài của người khác rồi post về trang nhà mình mà không để nguồn rồi gì hết. Facebook ghét kinh khủng. Cái đó gọi là phạm bản quyền. Với bên Mỹ thì cái luật đó nó rất là nặng. Bản thân bài của mình cũng vậy, thỉnh thoảng cũng có Văn chia sẻ nhiều điều hay nữa nhé anh. Nhiều người tích cực sẽ chia sẻ theo thầy đó. Ok, cảm ơn bạn Dương Nguyễn nhiều. Chia sẻ nhiều lắm bạn Dương Nguyễn ơi. Chắc có lẽ là lần đầu tiên bạn mới biết. Chứ còn mình một tuần mình cứ livestream tới mấy lần lận. Và rất là vui hôm nay biết bạn Dương Nguyễn. Ok, rất là tuyệt vời. Vậy thì chia sẻ là như thế nào ạ? Là các bạn cần phải bấm nút chia sẻ, hoặc là bạn thấy bài của ai đó bạn viết về thì bạn phải để nguồn, bạn gắn cái hashtag vào. Chứ ai lại đi copy bài của người ta rồi về thậm chí còn sửa lại mấy cái biến thành bài của mình thì Facebook ghét kinh khủng, ghét lắm. Ok chưa? Đó là cái phần số 9. Cái phần số 10. Cái phần số 10 là ok chưa? Là Facebook rất ghét những người dùng autobot. Hoặc là auto tương tác dùng cái phần mềm á, Facebook ghét lắm. Và bạn nào mà có đầy những bạn á, cứ dùng cái auto like nè, tức là đi like bài tự động á các bạn. Auto gì? Auto comment, để đi comment tự động các bạn, Facebook ghét lắm. Facebook biết được là Facebook ghét kinh khủng. Và các bạn không có qua mặt được họ đâu. Các bạn cứ nghĩ rằng là các bạn qua mặt Facebook. Mình đã nói ngay từ đầu rồi, Facebook sử dụng trí thông minh nhân tạo, nên Facebook biết nhiều hơn chúng ta tưởng là nhiều. Cái đây là cái phần mềm của họ mà. Các bạn làm gì họ biết hết. Nó là nói chung để làm Facebook hiệu quả thì chúng ta như thế nào ạ? Chúng ta cần phải làm việc chính quy. Không ai thành công qua cái con đường mà đi lách luật hết á, mà chúng ta phải chính quy. Cái 11, mình nói 10 cái nhưng mà giờ mình tới nói tới cái 11 luôn. Cái 11 là Facebook ghét những ai á mà trang Facebook cá nhân á mà để avatar là hình con chó, con mèo, hoặc là hình cái khuôn mặt bạn nó không có rõ ràng. Facebook ghét cái trường hợp đó lắm. Hôm nào thầy chia sẻ bán hàng trên Google nhé thầy. Ok, cảm ơn. Những cái này thì chia sẻ ở trong cái group á. Ở bên này, ở ngoài này thì mình chia sẻ về cái những cái cơ bản thôi. Những cái chuyên sâu là chia sẻ ở trong cái group á, bạn Thuyết Đặng ơi. Chia sẻ trong cái group những bạn mà đã mua hai cái quyển sách của mình á. Facebook thì rất là ghét những cái người mà đã sử dụng file cá nhân mà giấu mặt, để avatar hình con chó, avatar hình con mèo, avatar hình cái cây. Và bạn nào mà để avatar cái kiểu đó thì mà kết bạn với mình thì mình cũng không có kết bạn. Chẳng lẽ mình kết bạn với con chó? Chẳng lẽ mình kết bạn với con mèo? Nó không có phù hợp gì hết. Avatar nó phải rõ ràng. Lên Facebook mà, chúng ta dùng Facebook để chúng ta nói chuyện với người A, dùng Facebook để nói chuyện với người B. Thậm chí có người dùng Facebook để kinh doanh. Hoặc là các bạn dùng cái Facebook mà để cái logo của công ty. Các bạn thấy chưa? Chúng ta phải gì tôn trọng cái người chúng ta cần nói chuyện. Cảm ơn bạn Dương Nguyễn rất là nhiều. Mình rất là năng lượng bạn Dương Nguyễn ơi. Có điều mình hay nói cà lâm chút xíu, bạn thông cảm nha. Mình nói cà lâm từ nhỏ. Như thế nào như thế nào là các bạn cần phải gì cần phải rõ ràng và khai cái thông tin cá nhân của chúng ta nó rất là rõ ràng, nó thể hiện chúng ta rất là nó thể hiện ví dụ như bạn Trần Quốc Anh này, cái avatar bạn là cái ngọn lửa gì đó, ok chưa? Vậy thì cái điều này nó không có ý nghĩa chút xíu gì hết. Bởi vì sao bởi vì khi mà bạn tương tác với người khác và người ta không biết bạn là ai thì cái điều đó nó không có ý nghĩa. Thể hiện là chúng ta có một cái gì đó, chúng ta còn một cái cản trở gì đó. Chúng ta lên Facebook mà chúng ta còn cản trở một cái gì đó, chúng ta còn ngại, còn e ngại một cái gì đó. Nếu mà chúng ta e ngại thì chúng ta đừng có lên Facebook. Mà chúng ta đã lên Facebook thì chúng ta cần phải rõ ràng. Các bạn thấy không? Như bản thân mình lên Facebook, mình còn live stream, mình còn cho các bạn thấy luôn. Ok chưa? Rồi thậm chí có những bạn hồi nãy comment á, nói mình điên, rồi nói mình khùng. Ok, điều đó rất là tuyệt vời. Bởi vì mỗi người một ý, thế giới này nó rất là đa dạng. Và mỗi khi mà ai đó mà họ nói mình như vậy thì mình cảm giác mình vui. Vì sao mình vui? Bởi vì có người
nhìn mình ở những cái góc độ khác nhau để mình cố gắng mình phấn đấu hơn. Nếu mà ai mà cũng vào khen mình, ok tôi thấy anh đẹp trai quá, ok tôi thấy anh đẹp trai quá, và 100 người còn nói mình đẹp trai, và 1000 người mình thấy đều mình đều khen mình đẹp đẹp trai và không ai nói mình trái chiều hết, thì cái việc đó mình thấy nó sao sao á. Cái thế giới đó nó mới là thế giới có vấn đề. Còn thế giới có người khen mình, có người thấy mình bình thường, có người chê mình xấu, có người chửi mình, ô thì cái thế giới đó là thế giới tuyệt vời. Bởi vì đó là thế giới đa chiều, mỗi người một hiểu, mỗi người họ nhìn một góc độ, và nó làm cho chúng ta gì? Nó làm cho chúng ta phấn đấu hơn, chúng ta phát triển hơn. Chứ bạn hình dung đi, ra ngoài ai cũng khen, ồn nhỏ nó đẹp lắm, nhỏ đẹp. 1000 người đều khen bạn đẹp thì thấy nó sao sao á. Bạn hình dung chưa? Thế giới nó mới bị méo mó sao sao á. Chứ còn thế giới có người khen mình, có người ghét mình, có người trách mình, có người ủng hộ mình, đó là thế giới tuyệt vời. Bởi vì chúng ta đang sống trong một thế giới rất là ý nghĩa. Vì chúng ta đang có những con người nó như thế nào ý nghĩa nó khác nhau, nên cho đi điều tốt và tuyệt vời thì mới đón nhận là điều tuyệt vời. Ok, thầy Cà Lâm, đúng rồi, mình là người Cà Lâm mà. Mình thấy cái bạn Joseph Ngô, hình như cái avatar bạn nó cũng đang có vấn đề đó, nên bạn có thể bạn thay đổi là cái avatar. Vâng, vậy là vừa rồi mình chia sẻ đến bạn 10 điều, ok chưa, mà Facebook ghét bạn làm. Và bạn an tâm đi, bạn không có qua mặt được Facebook đâu. Facebook họ rất là gì rất là kỹ lưỡng. Facebook biết bạn làm cái gì hết. Và hồi trưa nay mình cũng đã chia sẻ bạn là 10 điều Facebook thích bạn làm. Nên là hai đoạn video này các bạn nên xem kỹ để gì để chúng ta có trang Facebook nó tuyệt vời hơn, nó ý nghĩa hơn. Không phải ai cũng suy nghĩ được tích cực như thầy đâu. Thầy rất là tuyệt vời. Ok, cảm ơn bạn Thảo Nguyễn rất là nhiều, bạn Nguyễn Thảo rất là nhiều. Và mình giới thiệu với các bạn, mình có ba cái quyển sách này nha. Quyển Vượt Biển Lớn nè, cái cách đi lên của người khởi nghiệp từ năm xu. Cái quyển thứ hai là cái quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi, và quyển thứ ba là quyển Bị Dân Đầu Quay. Và bạn nào sở hữu hai cái quyển sách này thì như thế nào thì các bạn sẽ được mình add vào một cái group riêng chia sẻ về kinh doanh. Hai cái quyển sách này thì 210.000 thôi. Và đây là cái quyển tập của B-Training nè các bạn ơi. Cái đây là cái quyển tập, cái quyển vở của B-Training. Các bạn học B-Training thì các bạn được phát cái quyển tập này. Ok. Các bạn được ép vào cái group riêng đó. Chỉ với những bạn sở hữu hai quyển sách thì các bạn mới được ép vào cái group riêng đó thôi. Và group đó mình sẽ chia sẻ bạn sâu hơn về kinh doanh. Bởi vì có những bạn khắp mọi miền đất nước này, các bạn không thể đi về Sài Gòn để các bạn học những cái lớp về kinh doanh và làm chủ doanh nghiệp được. Nên mình đưa bạn vào một cái group bí mật đó, để trong cái group này như thế nào chúng ta vào, chúng ta cùng nhau chia sẻ, chúng ta nói về kinh doanh nó sâu hơn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn đã dành thời gian xem cái chương trình tối nay. Và bây giờ thì mình cũng hẹn chung với những cái bạn Long O Bình, và bạn Hoài, bạn Trần Thị Thu Hoài, đi ăn cơm tối và cũng có thể là đi xem phim cùng chung với Bambi nhà mình luôn. Chúc các bạn ngày nghỉ lễ 1 tháng 5 rất là ý nghĩa. Và nếu mà tối hôm nay mình về sớm thì mình lại tiếp tục mình livestream, mình chia sẻ bạn một cái chủ đề khác nữa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye các bạn. Chúc bạn nghỉ lễ ý nghĩa.